Vô tình hôm qua tôi lướt YouTube thì thấy đúng là có nhiều kênh không biết nói như thế nào luôn. Đúng là cái thời đại này ai cũng có thể nói và phát biểu được. Chẳng hạn như là có những người ta lên mạng, người ta lại còn làm clip là tại sao mua nhà nên ít ánh sáng. Rồi tôi lướt lướt thôi nhưng mà thấy mô tả để một cái nhà bao giờ năng lượng dương nó mới tốt, lại đi mô tả nhà này càng âm càng tối càng tốt. Tức là cũng bây giờ nhiều người chia sẻ nhảm mà cũng lắm người xem, tư duy nó rất lệch lạc. Nhà bao giờ bắt buộc nó cũng phải có dương khí, mà dương khí thì ánh sáng vào nó mới là dương khí. Giống như một cái bể cá các bạn để có ánh sáng vào nó mới phát triển. Còn tất nhiên bây giờ có cái công nghệ thì các bạn để cá trong bóng tối rồi các bạn bật đèn lên thì nó cũng đạt yêu cầu, nhưng mà con người nó không thể sống như vậy. Còn bạn ở trong bóng tối thế thì hỏng mắt sớm, đúng không? Ngay cả nhà tôi này, mình đi thuê mình cũng phải chọn view ngoài đường, có nội khu thì cũng phải chỗ nào sáng, và sáng không đủ xong lại còn phải mua đèn chống cận các bạn nhé, lại phải có đèn chống cận riêng. Chứ những cái đèn mà chủ đầu tư lắp nó không đạt tiêu chuẩn cho con bạn học đâu, vì học kiểu đấy thì chả mấy chốc mà hỏng mắt, nó rất ảnh hưởng. Bạn không đeo kính như tôi là người đeo kính, tôi mới thấy nó nguy hại và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Còn tất nhiên là cái mắt của tôi thì nó ngày xưa mình nghèo khó thì bố mẹ không cho học, thời xưa còn không có đèn, không có điện như này, có đèn dầu thôi. Bố nhà nghèo bố mẹ không cho học, nói thẳng thế luôn, phải chờ bố mẹ đi ngủ mới thắp đèn trộm lên để học, mà sợ bố mẹ biết còn trùm chăn học bằng đèn dầu, nguy hiểm hỏng mắt. Nhưng mà đấy, muốn học là phải như thế. Không có cái, mình cũng không phải trách bố mẹ, vì thực ra nhà nghèo quá, ăn còn chưa đủ ăn thì làm gì có chuyện đi học. Đến lúc khi tôi ngày lên Hà Nội bán kem này các bạn, bán kem chạy ra ngoài đường mình kiếm được ít tiền đi mua cuốn sách tiếng Anh về học, bị bố đánh cho thừa sống thiếu chết luôn, bảo ăn không có mà ăn này, còn mua sách để đọc. Nói để các bạn hình dung là không phải như bây giờ các bạn thích đọc sách lên mạng các bạn đọc. Ngày xưa mua chạy bán kem long sòng sọc lên kiếm được tiền ra, ít tiền ra chẳng tiền mua cuốn sách về, bị bố tẩn ở trận, mà ăn thì không có ăn thì còn phải đọc. Đấy, nên là hỏng mắt là thế. Tuy nhiên là bây giờ có người, nhiều người chia sẻ nhảm, lại còn nhà lại còn phải tại sao mua nhà thì nên mua nhà tối. Tư duy nó rất là lệch lạc luôn. Thời đại thông tin nhiều quá nên nó nhiễu và loạn. Nên là bây giờ ở kênh Nguyễn Mạnh Linh này tôi bắt đầu nói về, cũng chia sẻ về cuộc sống. Tại vì có những cái kênh nhảm người ta chia sẻ mà còn nhiều người xem, thì bây giờ mình cũng phải chia sẻ cái thực tế để mà nhiều người tỉnh táo lại, đúng không? Đỡ ai nghe hiểu thì người ta đỡ bị theo những cái con đường nhảm. Không là mình không nói cái đúng, giống như phong thủy tôi không chia sẻ cái đúng cái chính tông, nhiều người không biết vẫn theo dân gian, vẫn theo những cái nguy hại, những cái sai lầm thời Bắc thuộc. Mà đã thế nhá, các bạn chưa biết, tôi hàng ngày tôi phải đi xóa nhiều bình luận ghen ăn tức ở lắm. Tức là những cái kênh khác người ta nói về mê tín, nói về quan niệm sai dân gian thì không biết thế nào, nhưng mà mình tuyên truyền khoa học, mình hướng dẫn về khoa học thì rất nhiều các ông vào bình luận là mê tín thế này thế kia. Chả hiểu đầu óc người ta như thế nào. Cái người đi tuyên truyền khoa học chỉ lối, chỉ ánh sáng cho đi thì bị người ta nói là mê tín. Còn không biết những cái kênh mê tín kia thì có bị như thế nào không, hay là họ lại vào họ a dua cổ suý theo.